Sáng ngày 10 tháng 7, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 khai mạc kỳ họp thứ 10 để xem xét nhiều tờ trình quan trọng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ, kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong thời điểm toàn hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi đón nhận nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Nghị quyết 98. Đây là thời cơ, điều kiện thuận lợi để thành phố tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế và huy động nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ và đánh giá kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh và có tính lịch sử đối với Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần này, phải xác định từng vấn đề cụ thể, phần giả định, quy định chế tài cho rõ ràng rành mạch để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý, giám sát không chỉ đi tìm lỗi và cũng không phải chờ để bắt lỗi, mà với tinh thần kế hoạch 1, biện pháp 10, kiểm tra uốn nắn 20. Đồng thời giám sát phải kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các hành vi vi phạm, cố tình vi phạm. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị, tăng cường giám sát chuyên đề, nhất là trong các lĩnh vực mới, lĩnh vực mà Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý thêm, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giám sát trong lĩnh vực đầu tư công, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phối hợp giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với kiểm tra giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và giám sát của nhân dân. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường đối thoại với nhân dân làm cho hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng dân chủ hơn, minh bạch hơn, để cho đồng bào cử tri thấy vai trò quan trọng trong góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị, tới đây qua giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có chỗ cho những trường hợp né tránh, trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định trong từng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh không thể chấp nhận được những cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu nỗ lực cố gắng và không có chỗ cho kẻ cơ hội tiêu cực. Thậm chí không có chỗ cho những cán bộ có thái độ bàng quan, làm lan nhàng trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương thực hiện nghị quyết 98.